Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trưởng đại diện tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên. Lần đầu tiên trường Trung học phổ thông Phù Cừ tổ chức kết nạp đảng cho 4 học sinh lớp 12. Phong trào thu gom pin cũ vì môi trường tương lai ở huyện Quai Châu. Huyện Yên Mỹ triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng trồng cây chờ bồi thường giải phóng mặt bằng. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên lập 10 tổ chuyên đề xử lý vi phạm giao thông tại 10 huyện thị xã thành phố. Một trường hợp điều khiển phương tiện giao thông đường thủy bị xử phạt vi phạm quy định về nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ cần có giải pháp khắc phục ngay tình trạng phân bổ giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công chậm, bảo đảm chất lượng tiến độ các dự án quan trọng quốc gia. Đó là kiến nghị của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tại ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Báo cáo cho biết tổng số tiền tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước trong cả nước năm qua là trên 53.000 tỷ đồng. Liên quan đến nội dung này, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế lãng phí trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công. Công tác lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước chưa sát với khả năng thực hiện, dẫn đến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không phân bổ hết kế hoạch vốn được giao. Ủy ban Tài chính Ngân sách xin kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát sửa đổi bổ sung các quy định về định mức tiêu chuẩn đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn, tập trung xây dựng các chuẩn mực kế toán, phương pháp thống kê, thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng để tới năm 2025 cơ bản hoàn thành các chuẩn mực kế toán và công khai báo cáo tài chính nhà nước. Có giải pháp khắc phục tình trạng phân bổ giao và giải ngân vốn đầu tư công chậm, đảm bảo tiến độ chất lượng các dự án quan trọng quốc gia, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội. Nghiên cứu có giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước chậm triển khai, vi phạm quy định về cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước. Công khai trên các phương tiện thông tin danh sách các bộ ngành địa phương chậm ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022-2023, các tổ chức cá nhân có hành vi lãng phí, vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Đa số các đại biểu đánh giá, việc lập chương trình xây dựng pháp luật ngày càng được nâng cao về chất lượng và tiến độ. Các đề nghị xây dựng luật pháp lệnh được xem xét thận trọng, chặt chẽ hơn. Chất lượng hồ sơ ngày càng được nâng cao. Các đại biểu đề nghị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương cho công tác xây dựng pháp luật, không chạy theo số lượng, quan tâm hơn công tác tổng kết thực tiễn khi xây dựng luật. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của luật giá sửa đổi. Sáng nay, đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới WVI tại Việt Nam do ông Doseba Tuosinay, trưởng đại diện làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Nhân dịp Tổ chức Tầm nhìn Thế giới vừa bổ nhiệm trưởng đại diện tại Việt Nam, đoàn đến thăm, chào xã giao và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, trưởng đại diện Doseba Tuosinay cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã phối hợp hỗ trợ triển khai chương trình dự án mà Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ trong thời gian qua và cam kết tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Các chương trình dự án ngắn hạn và dài hạn giai đoạn 2023-2028 sẽ tập trung vào lĩnh vực phòng chống
những hình ảnh lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng, hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam cảm ơn Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ cho 3 huyện là Phù Cừ, Tiên Lữ và Kim Động, qua đó đem lại hiệu quả thiết thực cho đối tượng được thụ hưởng, nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống của người dân trong vùng dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh. Đồng thời, đề nghị tổ chức tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực giảm thiểu biến đổi khí hậu, hỗ trợ sinh kế cho người dân, hỗ trợ về giáo dục y tế. Tỉnh Hưng Yên cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức triển khai các chương trình, dự án trong thời gian tới. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp về tín dụng chính sách xã hội năm 2023. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền về phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và hoạt động của quỹ vì người nghèo các cấp, kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, hai bên thông qua những nội dung phối hợp cụ thể như công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động giám sát phản biện xã hội và vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách. Thông qua chương trình phối hợp cũng giúp huy động các nguồn lực cho quỹ vì người nghèo triển khai hiệu quả hơn nữa chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu sớm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống dưới 0,5%. Sáng nay, thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục với tổng số hơn 1.500 giáo viên, cán bộ quản lý và hơn 25.000 học sinh các cấp. Tình hình an ninh trật tự trên lĩnh vực giáo dục đào tạo của thành phố thời gian qua cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, tệ nạn xã hội, bạo lực có nguy cơ xâm nhập sâu vào học đường. Vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường giao thông. Từ tháng 12 năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 40 vụ với trên 130 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên, phổ biến là hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Công an thành phố đã khởi tố 12 vụ án, xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ việc. Trước tình hình trên, ngành công an và giáo dục của thành phố thường xuyên phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn trường học, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hay các hoạt động ngoại khóa, xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Chi bộ trường Trung học phổ thông Phù Cừ vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng đợt 19 tháng 5 cho 4 quần chúng là những học sinh ưu tú trong học tập và hoạt động phong trào. Phát triển Đảng trong trường học là một trong những biện pháp để tăng cường công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Buổi lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Phù Cừ là em Bùi Hà Thu, Phan Thị Hương Thơm, Hoàng Hải Hưng và Bùi Huy Dương. Cả 4 em đều có học lực khá giỏi, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng qua lớp học cảm tình Đảng cho học sinh do Huyện ủy Phù Cừ tổ chức đầu năm nay. Ở tuổi 18, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một niềm tự hào lớn lao. Sự phân công và điều động của Đảng và tổ chức, xin thề. Đó là một cái cảm xúc mà lần đầu tiên em được trải qua, lần đầu tiên mình cảm thấy là khi mà mình được vinh dự đến như vậy, mình được có tư cách để mình đứng đây, mình đọc cái lời tuyên thệ như thế, cảm xúc rất là vỡ òa. Hiện tại em đang cảm thấy rất là hồi hộp và vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Em sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng chính thức. Công tác phát triển đảng viên mới trong học sinh đang được trường Trung học phổ thông Phù Cừ quan tâm thực hiện. Thời gian qua, nhà trường giới thiệu được 31 học sinh ưu tú đi học cảm tình Đảng. Đây là lần đầu tiên chi bộ nhà trường phát triển được đảng viên mới là học sinh. Chi bộ cũng đã họp và cũng đã rà soát đối tượng là học sinh lớp 10 và lớp 11.
và cũng đã phân công cho các đồng chí đảng viên chính thức và đoàn giúp đỡ những em có những cái thành tích tốt để tạo điều kiện cho các em có cơ hội rèn luyện phấn đấu thì có thể giới thiệu đề nghị để kết nạp đảng. Năm 2023, huyện Phù Cừ có chỉ tiêu kết nạp cho 150 đảng viên mới. Đến nay đã kết nạp được gần 70 đảng viên, trong đó có 5 học sinh trung học phổ thông. Việc phát triển đảng trong trường học cũng là sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ vì mục đích lý tưởng cao cả của đảng. Hiện nay, việc phát triển đảng tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là ở khu vực nông thôn đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tập trung phát triển đảng trong khối doanh nghiệp, trường học được một số địa phương xác định là hướng mở ra giải pháp hiệu quả cho việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố thực hiện nghiêm tinh thần công điện của Thủ tướng Chính phủ và công văn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp mình. Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo cung ứng điện theo thứ tự ưu tiên tại quyết định số 143 ngày 19 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án cung ứng điện năm 2023, giảm tối đa việc cắt điện sinh hoạt vào cao điểm nắng nóng trong ngày, theo dõi sát biến động của phụ tải đảm bảo cung ứng điện an toàn. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các hoạt động điện lực gây mất an toàn, các hành vi phạm luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với khách hàng sử dụng điện sản xuất cũng như điện sinh hoạt, cần xây dựng các phương án thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặt điều hòa nhiệt độ từ 27 độ C trở lên, hạn chế sử dụng thang máy. Phong trào thu gom pin cũ vì môi trường tương lai do Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu phát động từ tháng 3 năm 2023, được nhiều đơn vị, đoàn thể trong huyện hưởng ứng tích cực, góp phần thay đổi suy nghĩ, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Thứ 6 hàng tuần, các thành viên Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ và các chi đoàn thanh niên của xã Dạ Trạch lại mang số pin cũ thu gom đến điểm tập kết tại Ủy ban Nhân dân xã. Là một xã thuần nông, nhân dân chỉ dùng pin trong đồng hồ treo tường, điều khiển một số thiết bị trong nhà và đồ chơi cho trẻ em. Nhưng sau gần 2 tháng thực hiện, xã Dạ Trạch đã tổng hợp được 7 kg pin cũ. Khi chưa có cái mô hình thu gom pin, người dân thì cũng chỉ biết là đưa vào cái túi rác và đưa ra cái nơi gom rác tập trung. Sau khi đã được tuyên truyền thì người dân người ta luôn luôn có một cái ý thức là sẵn sàng thu gom và để vào một vị trí. Về cách tuyên truyền của chúng tôi thì cũng có rất nhiều hình thức. Thứ nhất là sau khi về đã ngồi với các cô, các chú, các đoàn thể để tuyên truyền. Sau đó chúng tôi có đăng tải lên trang Facebook cá nhân này, rồi trang fanpage của đoàn thanh niên xã. Và sau đó là có cả thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để cho bà con nhân dân có thể gửi đến các đầu mối, ví dụ đến các chi hội của phụ nữ, nông dân, hay là đoàn thanh niên, cựu chiến binh, sau đó sẽ tập hợp với chúng tôi. Được sự hứng rất là lớn của bà con nhân dân. Ở trường Trung học cơ sở Tân Châu, các em học sinh được tuyên truyền trong các giờ chào cờ sinh hoạt lớp và lồng ghép trong các bộ môn khoa học tự nhiên, giáo dục công dân, nên hầu hết các em đều nhận thức tốt về tác hại của pin cũ đối với môi trường và sức khỏe con người khi không được xử lý đúng cách. Các em tích cực thu gom pin cũ tại gia đình và mang nộp cho lớp vào giờ sinh hoạt hàng tuần. Hiện nhà trường đã thu được 4 kg pin cũ. Trường Trung học cơ sở Tân Châu cũng đưa tiêu chí bảo vệ môi trường, thu gom pin cũ làm nội dung thi đua, tạo không khí sôi nổi giữa các khối lớp. Nếu sử dụng pin mà mình vứt vào thùng rác thì nó sẽ làm ô nhiễm môi trường đất, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình. Thông qua các cuộc họp của hội đồng sư phạm, thông qua các hoạt động giấy cờ và cái hoạt động sinh hoạt lớp cuối tuần, các hoạt động tuyên truyền này tập trung cơ bản về tác hại của pin đã qua sử dụng mà không được xử lý đúng cách, cũng như hướng dẫn các thầy cô, học sinh cái cách thức thu gom để bảo vệ môi trường. Sau 2 tháng phát động phong trào thu gom pin cũ vì môi trường tương lai, huyện đoàn Khoái Châu đã thu được gần 500 kg pin cũ. Kết quả này cho thấy những hành động nhỏ đã có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường sống. Thưa quý vị và các bạn, việc trồng cây đón đền bù từng diễn ra ở một số địa phương làm ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án. Để hạn chế tình trạng này, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn.
năm 2019, ngay sau khi có quyết định thu hồi đất nông nghiệp để bàn giao mặt bằng cho dự án sản xuất kết cấu thép, một số hộ dân xã Ngọc Long đã ồ ạt mang cây ra trồng. Ngay sau khi phát hiện, bên cạnh việc huy động các đoàn thể ngăn chặn, lập biên bản vi phạm, Đảng ủy xã đã họp bàn và ra nghị quyết nghiêm cấm trồng cây trục lợi. Nhờ đó, thời điểm hiện tại, dù tiếp nhận 20 dự án đầu tư vào địa bàn với diện tích thu hồi trên 5 hectare, song không để xảy ra tình trạng trồng cây đón đền bù. Bằng cái biện pháp này thì chúng tôi đã có đưa ra là một cái mức chung đối với doanh nghiệp về đầu tư tại xã, thì những người dân mà ruộng có cây hoặc là đất lúa thì vẫn đền bù một mức như nhau. Thì từ năm đó không còn hiện tượng trồng cây ở trên cái đất lúa để trục lợi các cái chính sách đối với nhà nước. Xã Thanh Long hiện đang tiếp nhận hai dự án là cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lân và dự án đấu giá cho nhân dân làm nhà ở với tổng diện tích trên 14 hectare của hơn 200 hộ. Hiện cả hai dự án này đang được giữ nguyên hiện trạng, không có tình trạng người dân trồng cây đón đền bù. Có được kết quả này là do địa phương kịp thời ngăn chặn khi mới phát hiện. Ủy ban nhân dân xã chúng tôi xuống chụp ảnh, lập biên bản và làm bằng chứng thống nhất không tổ chức đền bù. Huyện Yên Mỹ hiện tiếp nhận trên 300 dự án, trong đó có các dự án đang được thu hồi để giải phóng mặt bằng như khu công nghiệp Thăng Long 2 Yên Mỹ, đường Vành Đai 4, các cụm công nghiệp. Để công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi, các địa phương cần tiếp tục triển khai giải pháp và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng trồng cây đón đền bù, đặc biệt là sớm công khai quy hoạch các dự án trên phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở xã thôn để người dân biết và không có ý định trồng cây chờ bồi thường. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Theo kế hoạch, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên thành lập 10 tổ chuyên đề thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Đây là đợt cao điểm triển khai kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện, đường tỉnh. Các tổ chuyên đề có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải quá khổ, cơi nới thành thùng xe, vi phạm về tốc độ tại các tuyến đường liên xã, đường huyện, đường tỉnh, tuyến đường hướng về khu công nghiệp và khu vực có các nhà hàng, quán ăn, các mỏ khai thác khoáng sản. Các tổ chuyên đề chủ động điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn, đối tượng, thời gian, quy luật vi phạm để đề xuất bố trí lực lượng, phương thức tuần tra kiểm soát, thời gian hoạt động có hiệu quả. Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản gần 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt trên 8 tỷ đồng. Bên cạnh tăng cường kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cũng đang tập trung tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, trong đó có xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, từ ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện đường thủy. Đến nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tổ chức 30 ca tuần tra kiểm soát với 86 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện xử lý một trường hợp thuyền viên vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 4 triệu đồng. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những vi phạm chở hàng quá vạch dấu mớ nước an toàn, và đặc biệt là cái vấn đề mà thuyền viên trên phương tiện có sử dụng nồng độ cồn. Trong đợt giao quân vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phát hiện và xử lý 01 thuyền viên ở bến khách ngang sông ở bến Tân Châu đã có sử dụng nồng độ cồn trong khi tham gia giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy cũng tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện giao thông đường thủy chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa, không uống rượu bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang phát hiện đối tượng Quang Văn Hảo, sinh năm 2002, chú tại xã Trường Bắc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan công an thu giữ tại chỗ 9 ống nhựa có chứa các chất dạng cục và bột màu trắng và một số vật chứng liên quan. Kết quả giám định số chất trên là ma túy dạng heroin, khối lượng 0,414 gram. Qua đấu tranh khai thác, Hảo khai nhận số ma túy trên là để bán lại cho những người nghiện ma túy khác để kiếm lời.